Chú có rồi về thường về thăm gia đình rồi gì không? Không có. Chú là đi luôn á hả? Đã lấy vợ sao là đi thăm lại nữa. À. Ông đã bỏ đi thì ông lấy vợ khác thì ông chăm lo vợ của ông chứ. Định đi 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 tìm con gái của cô không? Em quên gì đó. Cũng muốn đi tìm mà không có tiền. Mà không biết chỗ nào nó ở. Muốn tìm mà tìm ở đâu nữa mà con bé này cứ khóc. Khóc thì nó không dám nói ra. Có lúc nó nhớ mẹ nó thì nó ụp mặt trên giường nó khóc. Tội vậy trời. Cô mới lấy quần áo của mẹ nó đi giục hết rồi. Thấy quần áo mẹ nó khóc. Cháu ngoan về mà hả? Không có mẹ tội quá. Không có mẹ cũng có ba. Tội quá. Cũng có sướng luôn á. Tội cho con quá Quang ơi, xin chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Su Hà TV nha. Bên cạnh của Quang là họ đây là họ em Ca Sam bên chi hội hội chữ thập đỏ của thôn Rồi trai hai. thôn Rồi Trai Hai cả nhà. Hôm nay là họ em ấy dẫn đến một cái trường hợp của một cái hoàn cảnh là cô tên cô Bát nha, Ca Bát đúng không? Gặp bác Cũng người đồng bào dạ, đồng bào gì em biết đồng bào dân đồng chiên người đồng bào Chin. Năm nay là cô 56 tuổi đúng không? đúng Đúng không? Ở nhà của cô là họ có ba người con gái hả? Ba người ba con gái một con trai vậy là nhà có bốn người. Trường hợp của cô là họ không có chồng rồi em. dạ Chồng không chồng bỏ đi rồi chồng bỏ đi hả? Họ cổ là một mình cô nuôi bốn người con đúng không? Hiện tại là ba đứa con gái là cả chồng hết rồi đúng không? ba đứa con gái có chồng mà một đứa kia cái kiểu như đứa con út thì đứa con gái út thì kiểu như cái đầu óc không bình thường ấy kề út á là đi đầu óc đi không bình đi thường đi đúng không? lang thang rồi Mà hiện tại là đang ở dưới gầm gầm đang cầu ở gì ở dưới dưới gầm Sài Gòn rồi Sài đúng không? Gòn Thì bây giờ đỡ biết cái hoàn cảnh của cô như thế nào rồi hả? Bây giờ mời cả nhà là cùng vào bên trong ha, để xem hết cái hoàn cảnh của cô ha, thăm hoàn cảnh của cô luôn. Để em xách cho. Đây là cái phần gạo 10 kg như cả nhà. Quân mua là ở bên đại lý là họ người ta hỗ trợ giá là 150.000 cả nhà. Để đến thăm cái hoàn cảnh của cô. Nặng không em? Không nặng. Em muốn em bắt cái bao gạo. Chào cô. Bây giờ con xin gắn cái mic. Ủa cô bữa nay ra đi làm cô? Mấy bữa cả tuần thì bình sốt sốt thì ở nhà vừa rồi nằm y viện một tuần xong rồi thì con bé này cũng bị sốt sốt xong thì con kia cũng sốt mẹ kia cũng sốt nữa gì đỡ chưa cô bữa nay bây đỡ giờ đỡ bây giờ con cháu này thì sốt nên mới uống thuốc cả nhà sốt hết mà mẹ nó thì bỏ rơi nó từ ngày 27 Tết đến giờ không biết đi đâu. Ô, bé đây hả? Qua đây con. Ủa, mẹ con tên gì vậy? Con biết nó nói không? Nó tên Tài. Bé mấy tuổi rồi con? 4 tuổi. 4 tuổi Tới hả? tháng 5 này 4 tuổi rồi. Bé nó nói rõ không con? Không biết nói. Kịp hai con. Tiếng ảnh. Con tên gì? Con tên Tài. Con nói Tên tiếng Việt Tài. được không? Nói con tên Tài đi. Con nói đi con, nói chuyện đi. Nói chuyện với cô nè. Con tên gì? Con mấy tuổi rồi? Có hả? Con tên Trai. Con tên Trài. Con tên Trai. Ủa con mấy tuổi? Con 4 tuổi. 4 tuổi đi. 4 tuổi. Con 4 tuổi. Mẹ con đâu? Mẹ con bỏ đi rồi. Mẹ con đâu con? Con đã đi rồi. Mẹ con bả đi rồi hả? Bả đi có về thăm con không? Không rồi. Không. Ủa ba con đâu? Ba bị chết tai nạn rồi. Ủa? Nó bị tai nạn mất rồi. Em Tai trai nạn em. cách cũng là em trai của con này á. Vậy là em trai ruột của em á hả? Con của bà bác ấy. Không phải em trai cũng ruột hả? Em cách trai đây của bà ba bác. tai nạn ba nó cách đây tai nạn Tháng chắc 12. tháng 12 đến đây thì tháng 3 rồi
tháng 12 năm vừa rồi á? Năm vừa rồi đây nè. Ồ, mới 3 tháng. Bị tai nạn rồi, mất rồi nè con. Bị tai nạn chết ngay tại chỗ. Ôi vậy hả? Xong rồi là bé của quả cha của bé đây. Là cha của con bé này. À, con bé này, mẹ nó thì bỏ rơi nó từ chưa được 2 năm, 2 tuổi. Xong lại về rồi, đi lấy về xong lại từ ngày 27 Tết thì lại đi không biết đi đâu nữa. Mẹ của bé là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi con? Nó thì năm nay năm 99 á. À 99 là bao nhiêu ta? 99 để em tính cho nó nhanh. 30. 20 mấy tuổi à? 24 tuổi. À vậy mẹ của bé là còn nhỏ mà. Mẹ của bé là hả? Mà sao lại bỏ đi cô? Ý là có bình thường không? Không, con đó thì có lúc tỉnh có lúc không tỉnh á. À, có nghĩa là mẹ của bé là không có bình thường á? Không có bình thường. Vậy là mẹ của bé đây là hả? Tên gì cô? Con Quên. Tên Quên. Quên. Quên hả con? Quên. À, là năm nay. Mấy tháng vừa rồi thì cô đi ra lấy từ Sài Gòn á. Dạ. Cũng lúc dẫn đó về hả? Dẫn từ Sài Gòn về hả con? Cũng là mấy người dân trình như thế này quay trong TikTok thì thấy thì gọi điện cho cái ông đó cũng là ở Hà Nội á. Tên ông đó là Đỗ Quan Trường. Bây giờ là bữa đó là mất điện thoại cũng là không có liên lạc với ông đó. Ông đó cũng hay liên lạc á. Yeah. Hỏi thăm gia đình như thế này thế kia. Yeah. Mà ông đó cũng cảm ơn, ông đó cũng hỗ trợ đến nơi với ông đó cho thuê đi tìm ông đó cũng đi cho thuê trên nhà khách sạn cũng cho tiền thuê nữa. Dạ. Yeah. Bây giờ cũng mất liên lạc. Dạ. Yeah. Chú đã có lên đây thăm nhà mình không? Ông đó hả? Ừ. Chưa. Yeah. Chưa đi thăm mà cũng chỉ lâu có tìm lâu. Giúp con gái thôi, gái tìm cô giúp, thôi. Tìm giúp con gái. Gái cô là hồi lúc tỉnh lúc say nghĩa là hồi cái đầu óc nó không được bình thường đúng không? Không cô? Không được bình thường. Nhưng mà hồi cái hồi nhỏ là có bị vậy không? Hồi nhỏ thì không có bị gì hết mà tới lớn thì không biết sao mà bị như vậy á. Lớn là tầm bao nhiêu tuổi là bị rồi? 16, 17 tuổi là bị rồi. À, nhưng mà vẫn có chồng rồi. Có chồng. Trời ơi, tội vậy. Con có nhớ mẹ không con? Con có nhớ mẹ không? Nhớ đi. Nhớ hả? Nhớ mỗi nhiều không? Mỗi lần nó nhớ mẹ nó thì nó nằm ấp trên giường nó khóc. Tội vậy. Ủa, cháu nó có đi học mẫu giáo cho cô? Dạ, không có. Dạ. Ừ. Nhà mình là cô đẻ là mấy được người con? Bốn đứa con gái, một đứa thì mất, đứa thứ hai mất. Còn đứa đầu thì ở Đầm Rồng. Đứa thứ ba là kia. Còn đứa thứ tư đó là mẹ con này nè. Dạ. Yeah. Còn thứ năm là thằng Úc kìa. À Úc à. Ờ thì trong con này cũng ba đứa con cũng hai vợ chồng cũng bỏ nhau. Vậy yeah, hả? Tự nuôi. Bé đây hả? Bé đây giờ nó sinh năm 97 á. À, em ra đây em. Hận đâu ấy. Nó sinh hả? Đang bình cũng bình sốt. À. Vừa hôm qua mới thấy nó dậy được á. Tại vì em tên gì? Tên Quyên. Quyên. Tên Quyên. Quyên. Quyên hả? Tên Quyên. À em đây tên Quyên, còn cái em mà hồi nãy là Quyên. Thằng là không ấy được là hả? Quyên. Tên Quyên. Quyên. À, đây là 97, còn con kia là 99. À, là em là thứ ba đúng không? Dạ. À, đây là thứ ba. Em năm nay 27 tuổi. 27 tuổi hả? Ừ. Ôi, vậy là hả mình có ba đứa con rồi. Dạ. Ba đứa con em đâu? Một đứa thì học ở dưới kia, hai đứa ở đây. Còn nhỏ không? Còn một đứa thì gần 3 tuổi rồi. À. Hai đứa thì lớn rồi. Ủa, chồng em bỏ lâu chưa? Dạ, lâu rồi chị. Bỏ lâu rồi. Mấy năm rồi? Gần 3 năm rồi. Ôi dạ. Chồng em, nhà chồng có gần đây không? Dạ. Cũng lấy người Kinh nha. À, người Kinh hả?
Cô có hay về thăm ba mẹ bốn người con không? Dạ không. Không có thăm gì hết, không đâu có hỏi thăm gì đâu. Không có hỗ trợ gì hết không? Bên này cũng cô cũng vậy á. Cũng đi theo gái lấy cũng bỏ nhau luôn. Hơn một năm nay. Em bây giờ em làm công việc gì? Em thường hay đi nhổ rốt. À, công việc mình làm có điều không em? Dạ, cũng thất thường chị. Chỉ có Tết á, mới nhiều, làm mới đều. À. Còn mấy cái mùa nắng như thế này ít lắm. Ngày à. Làm ngày không. Ngày có 100 mấy á. Như thằng Úc làm hôm nay được mấy chục ngàn thôi. Về rồi. Úc của cô là năm nay bao nhiêu tuổi à? Nó năm nay 17 tuổi. À, con nhỏ mà. 17 tuổi mà nghỉ học rồi cô? Nó nghỉ học rồi. Tại vì hai mẹ con này cũng bệnh hết thì không cả tuần để ở nhà không. À. Bố có mình thằng Úc đi làm. Dạ. Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Thấy còn trẻ mà. Sinh năm 68. Vậy là 56 tuổi. 56 tuổi. Trẻ mà. Khởi động. Căn cước nó ảo. Vậy cô có giờ cô không biết cái tâm tích của mẹ của bé đây hả? Không có tâm tích mà gọi điện gọi không được luôn. Đem cả thằng không đi theo chị. Có một đứa con nữa. Cô vậy là em quên đấy là hả? Có hai đứa con. Hai đứa con. Bé đây 4 tuổi, cô đang ẵm nữa hả? Là mấy đúng mấy rồi. Tháng? Con đó gần 2 tuổi. Gần 2 tuổi ẵm đi rồi á. Ẵm đi rồi á. Ui. Cô không biết đi đâu hả? Không biết đi đâu, đây là thẻ căn cước này. Dạ dạ. 68. Công việc của cô là hàng ngày cô làm gì? Cũng là đi nhổ cải. À. Có lúc thì bình đào thì cũng ở nhà, kiểu như ăn trước dạ sau. À. Ăn trước dạ sau làm một ngày này có lúc thì ngày 200, 250, có lúc thì ngày 100, có lúc ngày mấy chục. Công việc của mình có điều không cô? Không có điều gì hết à. Mà cũng là nếu mà khỏe thì cũng đều hàng ngày. Mà có lúc mình như hả? Cũng là thật thường lắm. Có lúc là ít hàng họ cũng nghỉ có một tuần, hai tuần. Có khi cả tháng. Có khi cũng cả tháng. Yeah. Như vậy á. Kiểu như mình ăn trước giả sao thì có lúc mình lấy trả nợ không đủ. Như mấy em giờ ở chung với cô vậy là ở chung mình ăn chung rồi mình làm chung mình cũng ở chung làm chung ăn chung hay à. Wow, nhưng mà họ có con nhỏ rồi vất vả nhưng mà không? Có con nhỏ như vậy thì không có ai giữ trong nhà, có lúc cô còn ở nhà không. Dạ. Làm lâu làm đỡ cho mấy em mình đi làm hả? Đúng rồi, mình đi làm thì đủ lo cho mấy cháu rồi. Kiểu như ăn trước cào sau cũng cứ mượn chỗ này mượn chỗ kia cũng vậy thôi. Nhà mình có vườn đất rưa, vườn rẫy rồi gì không? Đó mình trồng trọt cái gì không? Không có gì hết à. Chỉ làm thuê thôi. Ủa vậy hả? Chỉ làm thuê. Nếu mà có vườn rồi thì nó cũng đỡ hơn còn hả? Ủa nãy giờ cô không thấy chồng của cô đâu? Bỏ nhau rồi á. Kiểu như nhà thấy ông thấy khó khăn một lạc đó, hai nữa ông ăn nhậu thì kiểu đi theo người ta, ông cũng đi theo gái lấy vợ một năm nay rồi. Yeah. Bây giờ cô thì khác ở một mình nuôi mấy đứa cháu. Chú rồi mà bà đi lâu chưa? Một năm này, hơn một năm này rồi, một được 16 tháng rồi. Nhà cửa như thế này có lúc mình mưa thì mình gom hết quần áo một đông để một chỗ. Nó giọt quá cậu. Giọt lắm. À, cho con tham quan cái nhà cô dạ, hả? Không sao đâu, cứ thăm đi. Cô bật điện lên giúp con với. Nhà mình là khuôn viên là bao nhiêu đây hả cô? Đúng rồi. Chắc tới sao mưa. mình không mình ở nhà đông vậy, đông người vậy mà sao mình không cố gắng mình làm cái nhà cho nó ngon ngon lên xíu mình ở cô? Nói vậy cũng xấu hổ lắm, mà không nói thì không được. Kiểu như lúc trước thì kiểu ông ăn nhậu thì lúc say thì ông phá này kia,
Dạ. Nói chung kẻ cũng không được lắm. Nhà mình là lâu chưa cô? Là nhà này lâu. Cũng 17 năm nay rồi. À. Cái đất đây là hồi cô tự mua hay là mẹ cô cho? Từ bây giờ mẹ cho. Cái đây mà người ta làm đầy hậu. Cái đây mà mưa nó giọt lắm rồi cô. Giọt lắm. Mấy cái lỗ này nó giọt ướt phải không? Cái này thì nếu mà mưa thì đổ hết này. À, mưa đây này nó giọt. Ui trời ơi, cây đồng mục hết rồi này. Wow, rồi mình ở đông vậy, cháu chắc ở đông vậy, mình ngủ đâu vậy cô? Thì cô ngủ trong giường đó. Ngủ chung giường vậy hả? Thì mẹ con nó thì ngủ một giường. À, bây giờ là mấy cháu nó còn nhỏ thì mình ngủ chung rồi, chứ mai mốt là lớn rồi sao? Nguyễn Anh đang kỵ đó. Trời ơi, cô tôn này giọt hết rồi. Ô, cái đây mùa mưa thôi chứ nhiều ướt hết luôn hả cô ha? Ướt hết luôn. Thì sao mình ngủ? Hôm qua mưa có chút xíu mà nhà thì ướt hết luôn. Đây là hả cái bếp của mình luôn hả? Đúng rồi. À, cái bếp của mình là mình nấu cho đây hả? Nấu cho đó. Dạ. Ồ, vậy cái chỗ đây nếu mà mưa nó cũng giọt luôn nè. Thấy nhà cô mấy cái chỗ đây nó giọt hết rồi nè. Ở trên này là cái lỗ lớn lắm luôn. Cái nhà đây là xuống cấp lắm rồi này. Ơ, cấp điện. Ủa sao cấp điện rồi? Cấp điện rồi. Lâm ơi, đặt chặt tiếp điện thoại Lâm. Cấp điện. May người đó. Ừ. À, con trai học lớp mấy rồi? Không học luôn. À. Con trai là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Em? Con gần 6 tuổi rồi chị. Gần 6 tuổi rồi. Là chuẩn bị học lớp 1 rồi mà. Đúng rồi. Sao em trai cháu đi học? À, em đang định cho nó học dưới kia. Là tỉ là nó cần là phải âm niêm bạc nhỉ? Đâu, bất đầu. Học cùng học thầy cầu. Học mà mây số ra. Chuyện tâm rộng. Học nguyên thị. À, cho thế cháu đi học chứ. Mà khai sinh mình con hay. Con biết nói tiếng Việt không? Tôi sẽ biết đi sợ. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 2 tuổi. Con 6 tuổi. Con 6 tuổi rồi mà đi. Con 6 tuổi, sao con kêu 2 tuổi? Con 6 tuổi, đáng lẽ được đi học lớp 1 rồi á. Đáng lẽ là học lớp 1 rồi chứ. Mà sao lâu nay em cho nó đi học không giáo? Ờ, em đi làm vậy, mẹ ở nhà chăm hả? Có khi mẹ đi nhổ rốt, phải em đi nhổ rốt là em đem tụi nó đi luôn, đi vườn. À, đêm mình đi làm là hả, dẫn mấy cháu đi luôn? Em dắt hai đứa này không, đi luôn. Không có ai chăm mấy chị. Ôi trời ơi, vậy ra mày vườn hả, nó nắng mấy nhỏ chịu nổi. Tại vì nhà thì mất nợ này nợ kia nữa thì đi làm một người thì cũng đủ. Nó bộ anh khờ khờ ở nhà cô à? Vừa mua gạo vừa mua thuốc nữa. Bộ cháu nó khờ đúng không? Nó ít nói, thằng đó nó ít nói. À. Còn một đứa đang đi học hả? Một đứa là mấy tuổi? 7 tuổi. À. Một đứa là 7 tuổi, một đứa đây là hả 6 tuổi. Còn đứa đây là hả mấy tuổi? 3 tuổi. À. Con có nhớ ba không con? Ơi mẹ. Con có nhớ ba con không? Ờ. Ấy là con có nhớ ba con không? Ờ nhớ. Ờ nhớ. Anh nhỏ đi nói được chưa? Nói được. Con tên gì vậy? Hả? Con tên gì vậy? Lê Minh nhỉ. Nói đi. Ngại. Thường ngày là nó lanh lắm. À. Bữa nay em không có đi làm hả? Em ốm mấy bữa nay. Nhà mình bữa nay ốm. Em bà kỵ nghe tôi này 3-5 lắm. Trời, cái nhà mình nó bỏ xuống cấp rồi hả? Toàn đồ rách hết rồi đó. Mà ở về nó nóng không cô nhỉ? Nóng thật. Rồi mưa thì mình tính sao? Mưa, trời mưa nó dọn vậy rồi mình ở kiểu... Lấy ao mưa rồi che lại giường á. Có lúc mưa che men che này kia. Ờ vậy hả? Lúc mưa thì mua sẵn cái ao mưa. Ờ mình che lại. À con thấy mấy cái tấm bạc đó cô che lại nè. Cho nó khỏi dọn quá hả? Đúng rồi. Em bà kỵ mê, em kỵ cho vui nhân. Mình đi làm được có xa không cô? Xa lắm. Có lúc là tới Tân Nung. Qua đi tới vô Tân Hà. Vô Tân Nung luôn á hả? Có. Có lúc thì ở lại, có lúc thì về. Một mình cô đi?
thì thằng Út chở. À, đi vô tít lấy xe. Có lúc thì tới Di Linh kìa. Wow. Thì cái chỗ nào mình đi chỗ đó. Dạ. Nhổ củ cải. Nhổ củ cải trắng. Cô là chuyên về làm củ cải trắng hả? À. Con bé này thì theo dỗ con rất bên đam mê. Hôm nay con đến thăm gia đình của mình. À, sẵn gửi. Cảm ơn tất cả vì công việc mấy cháu. Cô biết cảm ơn như thế nào hả? Cái đây là tiền quỹ từ người nghèo của Mạnh Thường Quân giấu tên. À, em Tôn Đức Thịnh và chị Thắm là gửi đến gia đình của mình 10 ký gạo. Rồi, dạ. Cảm ơn tất cả mọi người. Dạ. Cô thì không biết cảm ơn như thế nào, trả ơn như thế nào. Cô chỉ có biết cảm ơn thôi. Dạ. Đây là phần quà nhỏ nhỏ động viên đến gia đình của mình thôi cô. Dù nhỏ cái này là đối với cô thì rất quý giá. Dạ. Con cũng cảm ơn cô nhiều. Con cũng xin thay mặt cho gia đình cảm ơn đến quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Và chúc quý Mạnh Thường Quân nhiều sức khỏe. Cô cảm động, cô khóc luôn hả? Rồi cô cảm động, cô chảy nước mắt luôn rồi cả nhà. Thôi cô để đây nha cô. Đây này, lấy tay con. Bữa nay nhà mình đi chợ được chưa cô? Chưa. Dạ. Chú có về thường về thăm gia đình rồi gì không? Không có. Chú đi luôn á hả? Đã lấy vợ sao lại đi thăm lại nữa. À. Ông đã bỏ đi thì ông lấy vợ khác thì ông chăm lo vợ của ông chứ. Dạ. Đâu có lo mình nữa đâu. Chú là cũng người đồng bào luôn hả? Đồng bào. Ông cao tuổi rồi. Dạ. Ông năm nay cũng 60 mấy rồi. Nói chung một phụ nữ đổ vỡ này kia rất là buồn. Nói chung cũng vì rượu thôi. Mấy cho nên như vậy đàn ông. Cô có định đi tìm con gái của cô không? Em quên gì đó. Cũng muốn đi tìm mà không có tiền. Mà không biết chỗ nào nó ở. Dạ. Muốn tìm ở đâu nữa mà con bé này cứ khóc. Khóc thì nó không dám nói ra. Có lúc nó nhớ mẹ nó thì nó ập mặt trên giường nó khóc. Tội vậy trời. Cô mới lấy quần áo của mẹ nó đi giục hết rồi. Thấy quần áo mẹ nó khóc. Dạ. Mấy cháu thì còn nhỏ nhỏ thì cũng còn uống sữa rồi chứ. Có mua sữa rồi cho mấy cháu uống không? Có tiền thì mua không có thôi. Nó cũng không đòi đâu. Có lúc mình có tiền mình mua. Dạ. Con có thèm sữa không? Dạ. Con có thích uống sữa không? Con nói to lên. Con có thích uống sữa không? Dạ nè. Dạ hả? Con trai theo dạ. Dạ được con mừng. Dạ. Kiểu bệnh nó ít tiếp xúc với người. À, con ngại hả? Con thấy con ngại hả? À, cháu nó còn khờ lắm cô cả nhà. Con có thích uống sữa không? Con thích uống sữa không? Nó thơ lên. Dạ để nó. Dạ. Dạ hả? Ồ, trời vậy. Nếu bữa nào hả có lâu nay con có uống sữa thường xuyên không? À. Đây nè, chị em con lành hơn này. Đây, lành hơn anh này. Hôm nay con có sữa uống không? Không. Con có uống của tôi nữa. Dạ. Ấy là con có hiểu cô nói không? Con có hiểu tiếng cô nói không? Hôm nay con bà ngoại có mua sữa cho con uống không? Dạ. Không có. Là sao? Nó nói tiếng đồng bào á. Nên bảo không á. Dạ, con nói tiếng Việt ấy. Dạ không có. Dạ không có. Dạ không có. À, còn hồi nãy là con nói tiếng đồng bào đúng không?
Mất tiền đọc đạo. Đội bên Hào có cô chú Mạnh Thường Quân nào hả? Có ủng hộ sửa cho nhà mình thì cô lại đem đến cô gửi cho gia đình của mình nha. Cho mấy tụi con uống sữa nha. Dạ nè. Ừ. Con nói tiếng đồng bào rồi con ơi, xin chào cô chú, con xin chào ông bà cô chú ấy. Nhìn vô đây này. Xin chào cô chào chú. Con chào cô chào chú. Ừ, con xin chào ông bà cô chú. Thì nói xin con chào, xin chào ông bà cô chú, con nói tiếng con nói tiếng đồng bào của con á. Anh chào mẹ mẹ yo. Vậy mẹ vậy đi. Con nói con. Anh chào mẹ bà ị mẹ yo. Ôi giời giỏi. ông bà của chú nghe cháu nói không? Nói tiếng đồng bào cả nhà. Xin chào ông bà của chú. Cháu ngoan về mà không có mẹ tội quá. Không có mẹ cũng có ba. Tội quá. Cũng có sữa uống luôn ha. Tội cho con quá ha. Ôi ôi. Con đang bệnh, con mệt người không con? Không. Không. Cháu nói chung là cháu nó còn khờ cả cha. Nói nó cũng vâng nói tiếng Việt nhiều hồi nó cũng không có hiểu lắm à. Con này chưa có hiểu lắm. Muốn khóc luôn hả? Con muốn khóc luôn hả? Con ngại quá, con muốn khóc hay sao vậy? Thế tội thiệt cái chứ. Nhìn bác rồi. Con đi theo gì cô Sam về nhà chơi nha. Có không? Bà từng hay là bà chơi. Con thích ở dưới ngoại hả? Mà bành. Không con? Ngoại đi làm con có đi theo chơi không? Mòn kè. Con gái? Đi bà bỏ đâu ạ? Ờ ơi. Cháu đây là hả ba thì tiên hơi mất chợ chợ hả, rồi mẹ thì hả đầu óc không có bình thường cả nhà, bỏ cháu đi rồi giờ bà ngoại bà lo tội ghê luôn á. Giờ bác như của là... ba ba của nó bác có bác á, bác trai á, lâu lâu thì đem một gói bánh hoặc là một lọc sữa cho nó uống. Dạ. Bác còn bị tật nữa chị. Bác dạ. Nó còn bị tật tay nữa. Dạ. Lâu lâu á có tai nạn không cái tay nó không cử động được. Trời ơi, vậy giờ giống như nó một con cha, giờ mẹ cũng bỏ đi luôn. Nó mẹ thì bắt nó phải lâu lâu được. Có thật. Giờ coi con giống như là một coi luôn á. Một coi thật đó, một coi hết rồi nè. Mạnh Thường Quân nào hả, người ta yêu thương mấy tụi con, người ta gửi sữa tới cho mấy con uống rồi cô lại đem tới cho mấy con nghe. Dạ đi con. Dạ đi. Dạ. Chậu lành quá. Vậy hả? Chỗ thương dữ người ta. Con có nhớ cha không? Dạ. Đúng không? Con mấy tuổi rồi? Con mấy tuổi không? Anh cứ gật đầu đấy. Cái nhà ơi, thấy tội quá trời. Thiệt cái chứ. Ở bà con biết. Em đem bên người Nguyễn. Có. Anh em uyên ấy chuẩn bị gần bị kiện. Cô có định chừng nào cô sửa lại nhà đây không? Cô muốn sửa mà không có đủ khả năng á. À, ý là giờ cô muốn sửa nhưng mà không có đủ khả năng để sửa hả? Đúng rồi, cũng như tính sửa đâu có biết mượn đâu đâu. Giờ ước gì thấy có quý Mạnh Thường Quân người ta đồng cũng cảm với gia đình của mình ha. Cũng ước mơ như vậy. Người ta hỗ trợ làm cái nhà tiền chế mình ở là cũng ngon lắm cô. Không cần đẹp hay là gì, miễn sao là không có rớt mưa là vừa là đủ lắm rồi á. Dạ. Wow, vậy mà hồi giờ mình sống mình chịu đựng vậy luôn hả? Chịu đựng biết vậy luôn nè cô. Miễn sao biết nói với ai đây. Wow. Bữa mà lấy con quên ở Sài Gòn á. Dạ. Mượn tiền người ta là trả hàng ngày, ăn tùy ngày mà chưa có trả. Dạ. Yeah. Nước của mình sinh hoạt ở đâu cô? Nước thì mua nhà đây á. À, còn nhà tắm, mình tắm, mình đi vệ sinh rồi đâu? Chê bạt ngoài kìa.
Cả nhà ơi, hồi nãy giờ Hợ Vân cùng với quý khán giả là cũng có tìm hiểu đến hoàn cảnh của cô bác đây này, là thấy hoàn cảnh của cô cũng rất là khó khăn này cả nhà. Nhà nãy Hợ là nó rất là sập sệ luôn, cũ kỹ luôn mà Hợ, trời mưa là ướt cả nhà, không có ở được, phải chia cái tấm bạc như thế này ở này cả nhà ơi. Mà nhà thì lại đông mấy cháu nữa, con cái thì cuộc du với lại cô là của hôn nhân cũng không có được hạnh phúc lắm, là cuộc sống của cô bây giờ cũng rất là vất vả cả nhà. Cô còn trẻ nhưng mà hả, cô vất vả không cô ha? Vất vả thật đấy. Dạ. Dù họ cô nghĩ cô có buồn không? Cũng buồn thì buồn từ lâu rồi, buồn mà không biết nói với ai nữa. Dạ. Chỉ nói với bản thân thôi. Cô còn ba mẹ rồi chứ? Ba mẹ chết lâu rồi. Ô, ba mẹ cô mất rồi hả? À. Nghĩ sao bây giờ là cô năm nay năm mấy mấy mà ba mẹ còn nữa. Vậy hả? Vậy là giờ hả, cô con mình vậy thôi. Đưa ở với mấy đứa con, mấy đứa cháu vậy thôi. Nuôi mấy đứa con, mấy đứa cháu, nhà chỉ ở mình thôi. Dạ. Công việc làm hàng ngày thì hả, có lúc mà nó cũng được, có lúc thì nó cũng bấp bênh ha. Ăn cũng để trang trải cuộc sống hàng ngày, nó đâu có đủ cái gì đâu đúng không? Không có đủ, kiểu ăn trước trả sau á. Dạ. Lúc bên đào thì chạy chỗ này chạy chỗ kia, mình làm sao thì mình gửi lại. Gửi đó thì có lúc thì làm thì không hoàn thành cả ngày hàng ngày đâu. Có lúc làm, có lúc không. Nhiều ngày không làm, ít ngày làm. Dạ. Nên không đủ. Nhà thì cũng không có Không có gạo ăn. Dạ. Không có gạo ăn luôn hả cậu? Không có gạo ăn. À, tại vì mình cũng không có vườn nữa mình làm rồi ha. Chỉ làm thuê, đi làm thuê làm mướn thôi. Dạ. Ồ, như vậy thì khả năng của cô với mấy đứa con là không có sửa lại được cái nhà rồi. Mà trong nhà không có đàn ông nữa. Dạ. Đàn bà không biết sửa như thế nào, làm như thế nào nữa. Cái đất nhà cô là có sổ đất rồi, chính chủ rồi không? Sổ đất thì hồi trước kia thì không biết đi đâu mà không có sổ đất luôn. Không có sổ đất hả? Sổ đất thì cái nằm lại bên này này, cái ông nhà trước mặt này này. Rồi đó mang mất ông mà có đuổi rồi đi đâu? Mà ui, không cho số đất đó là đất này không phải là đất của ông kia, mà đất này là đất của ông già. Mà ông này tự làm là đất của ông á. Đã đi thiện lần nào chưa? Đi thưa không? Cái nó biết đó rồi. Ông làm bia đó của ông á. Tự làm ấy. Ông tự làm bia đó của ông á. Ý của nó là cái đất, miếng đất cô đang ở đây này. Đúng rồi. Là hả, đất của ba mẹ ruột của cô. Đúng rồi. Nhưng mà hả, cái ông già bên kia hả? Ông già là ông bao nhiêu tuổi rồi? Ông đó trẻ tuổi mà, em đàn em của mình. Không có sổ. Đất của mình là không có sổ. Không có sổ thì ông bên này, bên nhà này thì làm biệt ở biệt đó bên ông á. Ông làm sổ. Sổ biệt đó. Tên ông luôn. Đứng tên à vậy rồi. Có nghĩa là cái miếng đất của cô là bây giờ đang dính. Đúng rồi, đúng rồi. Dính qua bên ổng mà ông đang làm bên đó. Đúng rồi. Vậy là hả, cái miếng đất này là thuộc về của ổng rồi. Mà ông vậy cô có đi ra ủy ban đồ hả, cô lấy lại chứ? Không có lấy, không biết làm như thế nào, không biết. Nói chung là không có rảnh, không biết làm. Kiểu như mua chữ. Cô không biết chữ luôn hả? Không biết chữ. Cô học tới lớp mấy rồi? Không học, hồi xưa kia đâu có học đâu. Vậy nè. Trời ơi. Vậy giờ có khi họ lỡ ông chú kia ông không có thích trò ở đây nữa, ông đuổi đi sao? Ông này mà nếu nói chung ra, nếu chính thức đặt của ông là ông không cho đâu. Ông làm như vậy thì ông cứ làm bìa đó của ông, thì tại vì đất của mình thì ông mấy không dám đuổi. Thôi Vân xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những cái video tiếp theo nha cả nhà. Cả nhà thấy ở trên khu vực tỉnh Lâm Đồng có những cái hoàn cảnh nào đặc biệt thì hãy liên hệ với Vân qua số điện thoại 082 877 6731 nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video. Bye bye cả nhà.